Các bạn, mình đang ở trên hàng của Kia Motor. Và cái xe này lại cũng không có cái cần gạt nước luôn. Cần gạt nước thì đã bị thay bỏ, lại bỏ để thay bằng hệ thống nén không khí nó bắn từ dưới lên sạch cho cái kính xe. Rồi, sau khi đi một vòng ở ngoài, mời các bạn đi coi nội thất. Nội thất có cái gì đây? Chúng ta coi ghế sau trước dễ nói hơn. Ở ghế sau thì bạn sẽ có một cái ghế ngồi, tất nhiên là phải có ghế, và có cái chắn ở giữa. Cái đó chính là bộ phận điều khiển đa phương tiện. Có một cái máy tính bảng. Xe này Kia hợp tác với LG, nên cái máy tính bảng đó sẽ là của LG. Và theo những ý tưởng của họ thì cái tính bảng có thể điều khiển toàn bộ hệ thống trong xe. Và nếu mà điện thoại của bạn hết pin, bạn đặt cái điện thoại úp lên bề mặt máy tính bảng đó, nó sẽ sạc cho bạn luôn. Ở bên kia bạn thấy có một cái tay nắm, thì đó chính là cái tay nắm để mở cửa. Chuyển lên mặt trước phức tạp hơn. Như đã nói thì cái này cũng hợp tác với LG, và họ cũng có một cái máy tính bảng ở đây. Cái máy tính bảng này bạn có thể dùng nó để điều khiển cái xe kia từ xa, có thể khởi động máy. Và khi mà bạn đi vào xe, bạn gắn cái máy tính bảng đó lên cái táp lô thì nó sẽ tự động nó kiểm tra toàn bộ tình trạng của xe. Nếu phát hiện có nguy hiểm gì hay là tình trạng gì thì nó sẽ cảnh báo với bạn biết luôn. Mình không rõ cái chân ga của cái xe này có gì đặc biệt, nhưng mà mình thấy nó hình như có những cái nút bấm khá là lạ. Tại sao lại chân ga lại có nút bấm? Ở đây là cái hệ thống điều khiển đa phương tiện cũng giống như là cái kia, và có vẻ như cần số cũng sẽ nằm ở đó. Đặc biệt hơn là bạn ngưng lên đây. Hiện tại thì cái việc trình diễn chỉ dừng lại ở màn hình thường. Nhưng mà khi mà bán ra thực tế, nếu mà nó có thương mại hóa thì cái màn hình này sẽ là màn hình OLED và màn hình trong suốt, tức là bạn vẫn có thể nhìn thấy đằng trước, nó không chiếm cái tầm nhìn của bạn. Và các cái màn hình còn lại trong xe này cũng là màn hình OLED trong suốt, chứ không phải là màn hình thường như vậy. Thế hệ dễ thương. Rồi, cảm ơn các bạn.